Xin chào các bạn đến với hãng Nam Telecom. Với mức chi phí 8.2 triệu, bạn có thể sở hữu ngay một chiếc laptop sử dụng chip Intel Core i7 thế hệ 8 cùng với 8GB RAM và tích hợp sẵn SSD 256GB, đảm bảo chạy mượt trên các phần mềm Office cơ bản cùng với các phần mềm thiết kế đồ họa nặng. Theo mình thấy, nếu màn hình 14 inch không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng laptop của bạn, thì mẫu này khá thích hợp cho sinh viên, doanh nhân, nhân viên văn phòng, đặc biệt là những ai cần học thiết kế đồ họa và lập trình. Và nhân vật chính hôm nay đó chính là Dell Latitude 7490i7 này đây. Để tìm hiểu chi tiết hơn về mẫu máy này thì hãy theo dõi hết video này nhé. Nhìn bề ngoài, máy có kiểu dáng thiết kế khá mỏng nhẹ và sang trọng với tông màu đen chủ đạo. Nắp máy được làm từ sợi carbon phủ lớp nhôm tạo cảm giác mềm mại khi cầm nắm. Chính giữa nắp có thiết kế logo Dell mạ chrome sáng bóng gây thu hút mạnh mẽ. Khung máy được làm từ hợp kim magie chắc chắn, có khả năng chịu nhiệt, chịu lực hiệu quả, giúp bảo vệ linh kiện máy hoạt động bền bỉ. Ở hai cạnh bên của máy được trang bị đầy đủ các cổng kết nối, như cạnh trái máy được trang bị một cổng nguồn, một cổng USB Type-C, một cổng HDMI và hai cổng USB 3.0. Cạnh phải máy có trang bị một khe khóa, một cổng mạng LAN, một cổng USB, một jack cắm tai nghe 3.5mm và một khe thẻ SIM. Về màn hình thì Dell 7490i7 được trang bị màn hình chống chói có kích thước 14 inch cùng với độ phân giải HD kết hợp cùng với card đồ họa Intel UHD Graphics, mang đến trải nghiệm hình ảnh chân thật với tốc độ xử lý hình ảnh vượt trội, thậm chí có thể chơi được các tựa game hot. Ngoài ra, màn hình Dell 7490 còn cho phép gập mở 180 độ giúp bạn có thể quan sát được ở nhiều góc độ khác nhau. Bàn phím của Dell Latitude 7490 được thiết kế theo dạng chip LED, không có dãy phím số riêng nên khá bất tiện cho những ai làm việc nhiều với số liệu. Tuy nhiên, bàn phím có hành trình phím sâu, có độ nảy tốt và độ phản hồi nhanh, mang đến cảm giác đánh máy êm, đảm bảo độ chính xác cao. Hơn hết thì bàn phím có trang bị thêm LED nền giúp bạn có thể làm việc được ngay trong điều kiện ánh sáng kém. Về cấu hình thì Dell 7490 được trang bị chip Intel Core i7 thế hệ 8 cho xung nhịp tối đa lên đến 4.2GHz cùng với 8GB RAM, ổ cứng SSD 256GB, mang đến trải nghiệm cực tốt để thiết kế đồ họa và thoải mái thực hiện đa nhiệm, có thể mở nhiều tab cùng lúc mà không lo bị giật lag. Ngoài làm việc trên các phần mềm nặng, bạn có thể dùng laptop Dell 7490 cho các tựa game hot như Dota 2, Liên Minh Huyền Thoại. Về chất lượng âm thanh thì loa của Dell 7490i7 có điểm nổi bật hơn so với các dòng khác. Nhà sở hữu công nghệ Waymax Audio RAW mang đến chất lượng âm thanh to rõ hơn, đáp ứng tốt các nhu cầu xem phim, nghe nhạc và chơi game. SSD 256GB đảm bảo phục vụ tốt các nhu cầu làm việc văn phòng. Hay thậm chí có thể sử dụng laptop học các ngành như thiết kế đồ họa, lập trình viết code cơ bản. Kèm theo đó với thiết kế mỏng nhẹ sẽ giúp bạn dễ dàng di chuyển laptop ra ngoài. Đó là những đặc điểm nổi bật của dòng laptop Dell Latitude E7450 với mức giá dưới 6 triệu đồng tại Hải Nam. Về giá thành thì Dell Latitude 7490i7 đang được khuyến mãi cực sốc, chỉ còn 8.250.000 đồng tại Hải Nam. Bên cạnh đó sẽ còn được tặng kèm full bộ phụ kiện laptop và được hỗ trợ đổi trả 1 trong 7 ngày nếu máy xảy ra bất kỳ lỗi kỹ thuật nào. Lưu ý thì mức giá trên là giá tại thời điểm mà mình làm video này. Để xem giá cùng các chương trình khuyến mãi mới nhất, bạn có thể nhấp vào link sản phẩm hoặc gọi đến hotline bên dưới phần mô tả để được hỗ trợ nhanh nhất nhé. Nếu thấy video này bổ ích thì cho mình xin một like. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hải Nam ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.